Rồi, xin Tuấn Mô Tô xin chào tất cả toàn thể anh em ha. Một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô để xem video xe. Hôm nay Tuấn Mô Tô cũng tiếp tục giới thiệu cho anh em xem con xe Honda Master 125 ha. Con này là Honda Master 125 nha, dòng xe của Honda. Xe này thì mới vừa về từ cửa hàng luôn, cũng tranh thủ quay video để giới thiệu cho anh em. Để anh em nào cần thì anh em liên lạc cho em để chốt giá con này. Chào tất cả anh em nha. Con này thì Honda Master 2 nha, 125. Con này thì em thấy đồ đạc trên xe máy rất là em. Em chạy xuống đây để quay video cho anh em xem. Thì em trải nghiệm từ trên nhà xuống đây. Để em chạy xuống đây thì em thấy cái xe này máy móc cực kỳ dữ. Máy móc rất là em anh em ha. Con này thì anh em chạy cũng khá là nhẹ, lợi xăng mà bền nữa, sửa chữa rất là dễ. Mấy con này thì phụ tùng thay thế nó cũng khá là đơn giản luôn ha. Kiến hậu còn riêng theo xe luôn anh em ha. Anh em để ý ha. Đèn đốt xi nhan càng đèn bình đề rất là đầy đủ, bô là còn nguyên rinh luôn, nổi tiếng đang ấm mà rất là êm, rất là thích hợp cho anh em nào lớn tuổi hoặc anh em nào đi xa, đi phượt, đi xa đồ anh em đi mấy dòng này nó không bao giờ hư bại cho anh em. Đó, mấy con này rất là bền vì nó có một máy thôi, rất là đơn giản, đồ đạc nó thì cũng rất là chắc chắn luôn. Em thấy thì già đồ xi rất là đẹp luôn, đuôi bô bọc là nhìn đèn đồng hồ xi nhan rất là ok. Con này thì hiện tại bên em bán ra với cái giá gì cũng cực kỳ rẻ cho anh em thôi, cherry nha. Đó, giá chỉ có 27.500.000. Giá này thì còn fix cho anh em nào thường xuyên theo dõi kênh bên Tuấn Mô Tô, thường xuyên like bên kênh Tuấn Mô Tô, hoặc anh em đăng ký kênh, hoặc anh em ở xa ở dưới tỉnh lên thì bên em rất là nhiệt tình fix giá cực kỳ sát luôn cho anh em, để anh em có xe anh em chạy về để anh em sử dụng. Nói chung giá thì bên em có fix nhiệt tình cho anh em nào ở xa, anh em nào hay thường xuyên theo dõi kênh bên Tuấn Mô Tô, anh em thường xuyên bấm like, anh em đăng ký thì bên em sẽ fix rất là nhiệt tình cho anh em luôn. Con này thì thấp chứ không cao nha, thấp chứ không cao, 1m50, 1m55 anh em đi, anh em ngồi chống chân vô tư luôn. Mấy con này thấp, đó, xăng của nó thì cực kỳ lợi xăng, xăng của nó tầm 50 cho đến 55 cái số 1 lít xăng. Theo em được biết những người trải nghiệm rồi thì nó rất là lợi xăng. Nè, 1m50, 1m55 anh em ngồi đi vẫn vô tư luôn. Bi đông này nó cao á, anh em không có lớn tuổi anh em đi rất là khỏe, không có mỏi lưng hoặc không có tư thế khó chịu chỗ nào hết, rất là dễ. Tháng côn đồ rất là chuẩn, kiến hậu đồ còn theo size của nó luôn đó, anh em nên nó rất là tiện lợi cho anh em. Anh em về anh em chỉ việc đi thôi, anh em không cần làm thêm cái gì ha. Mấy con này thì em thấy anh được biết thì nó cực kỳ chuẩn, bình đề rất là nhẹ nổ ha. Đó, rất là nhẹ nổ anh em, đề phát là nổ liền, máy cực kỳ êm nha, máy rất là êm. Dòng này một máy thì nó rất là tiện lợi cho nhiều anh em chơi. Đó, nhiều anh em không thích cầu kỳ, không thích rườm rà thì anh em mua mấy con này anh em đi, nó rất là tiện lợi. Bô con này là nguyên rinh nha, nên không có độ, không có chế gì hết, nên tiếng bô nổ cực kỳ êm. Để xí nữa em sẽ giới thiệu tiếp cần cả sát cho anh em xem ha. Anh em xem video bên Tuấn Mô Tô thì anh em chịu khó bấm đăng ký kênh ha, bấm đăng ký kênh nha để theo dõi video sau là con Rebel 170. Bên em xe thì về tại cửa hàng rồi, bên em cũng đang rửa ráy và canh chỉnh để tung video lên cho anh em xem. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em bấm like ha, bấm cho em một like, ủng hộ Tuấn Mô Tô một like. Anh em chia sẻ lên các trang cá nhân của mình giống như là Zalo, Facebook nè, Viber nè. Đó, anh em chia sẻ lên ha để ủng hộ Tuấn Mô Tô. Còn nếu như anh em nào chưa đăng ký thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ ở dưới ha, bấm kênh màu đỏ ở dưới và anh em bấm chung để theo dõi khi nào bên em có xe bên em đăng lên video nào thì nó sẽ thông báo cho anh em qua tin nhắn video đó để anh em xem trực tiếp nhanh tay và chốt giá để cho nó dễ. Hoặc anh em nào muốn để xem video để biết thêm thông tin về xe cũng được, hoặc anh em biết những trải, nói chung anh em trải nghiệm để anh em biết về xe, biết này biết kia thì cũng nó còn tốt hơn đó. Còn anh em nào hay thường xuyên theo dõi kênh Minh Tuấn Mô Tô thì anh em biết Tuấn Mô Tô bán xe như thế nào rồi. Xe là nguyên rinh, không có độ, không có chế, rất là chuẩn để anh em đi. Đó. Và sau đây em sẽ giới thiệu sát lại cho anh em xem. Để anh em nào cần thì anh em ấy ha. Con này thì nó khá là hoàn chỉnh, cực kỳ ok rồi. Em sẽ giới thiệu sát lại cho anh em và sau này em xí nữa em sẽ chạy thử dòng hai dòng để cho anh em xem, anh em ấy biết. Anh em nhìn ha, con xe này Honda Master 2 125. Con này thì quá hoàn hảo. Anh em biết con này nó giống con gì không? Nó giống con xe custom. Giống như xe custom LA rồi đó, nên cái mẫu xe này cũng rất là đẹp cho anh em.
Anh em nào lớn lớn tuổi anh em đây mấy con này em thấy khá là ok. Biển số còn đẹp nữa. Anh em thấy cái mẫu xe này không? Rất là tuyệt vời nha. Đồ đạc nó còn riêng theo xe hết. Đó, không lai móng nào gì rồi mang móng đó, rất là ok. Rất là chuẩn luôn. Anh em nào thích thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 ha, 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá con này. Nhắc lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú ha, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá. Đồ đạc con này thì em thấy khá là chuẩn, rất là ok. Nên anh em nào cần mua những xe dòng tầm hai mấy triệu, 30 triệu trở lại thì anh em liên lạc cho em. Mấy con này thì quá là bền. Nhắc lại địa chỉ cửa hàng là 262 ha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú ha, thành phố Hồ Chí Minh. Gần ngã tư Bốn Xã nha, gần công viên Đầm Sen. Nếu như anh em nào ở xa lên thì có thể lên công viên Đầm Sen, địa chỉ lớn để Đầm Sen hoặc ngã tư Bốn Xã anh em alo em sẽ chỉ đường. Hoặc anh em nào có Google thì anh em bao có điện thoại thì anh em bấm Google tới địa chỉ là ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú ha, thành phố Hồ Chí Minh. Để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá. Còn nếu như anh em ở tỉnh không có điều kiện lên được thì bên em sẽ ship xe về cho anh em luôn. Đó, bên em sẽ ship xe bằng cách là bên em gửi trần xe về cho anh em. Nếu như sáng này gửi thì sáng mai anh em nhận. Hoặc nếu trong ngày này gửi thì đến ngày mai là sáng mai là tầm anh em nhận xe. Đó. Rất là dễ. Còn xe bên em quay video sao là xe y chang vậy luôn. Đó, không thêm không bớt gì luôn. Đó. Bên em bán xe là có sao là bên em nói vậy nên khách rất là dễ mua ha. Bên em có Zalo số điện thoại này luôn nha. Bên em số điện thoại này bên em có Zalo luôn. Nên nhà anh em nào cần tư vấn gì thêm thì anh em kết bạn Zalo ha, hoặc gửi tin nhắn qua Zalo. Hoặc anh em cứ để là bình luận ở dưới bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em ha. Cái bô con này còn rinh luôn nè, nên cái nổ tiếng rất là hay anh em ha. Anh em để ý ha, nổ rất là êm ái, không có la lớn nên rất là tiện lợi cho nhiều anh em. Đồng hồ con này đây, đây là đồng hồ tua máy ha. Và đây đồng hồ chronomate của nó. Đó. Và đây đồng hồ mo và xi nhanh. Pha. Và đây đồng hồ bố số, anh em đi số nào là nó báo cho mình số đó ha. Rất là tiện lợi nha. Đó, đi số 1 báo số 1. Mấy cái này thì cũng y mấy cái rebel vậy thôi. Nút kèn, nút xi nhanh và nút cốt pha. Bên này cũng vậy. Nút tắt máy. Và đây là nút mở đèn và đây là nút đề ha. Rất là dễ. Có mấy con này thì anh em sử dụng cũng khá là dễ ha. Đơn giản thôi. Mới lắp ha, nhưng rất là sạch sẽ. Không có xì nhớt xì nhau gì hết, rất là ok. Máy Honda nên độ bền cũng rất là bền luôn. Với cái giá thành tầm hai mấy triệu thì anh em nên mua những con như vậy anh em đi. Rất là ok. Kiểu dáng nó cũng khá là đẹp luôn. Mà chạy nó rất là nhẹ, rất là đã luôn khi anh em đi xa ha. Chạy cũng khá là nhẹ. Em sẽ chạy thử cho anh em xem một vòng hay vòng gì đó cho anh em cần thì anh em trải nghiệm để anh em biết, anh em cần thì anh em liên lạc cho em để chốt xe hoặc để biết thêm chút ít gì.
Nắng quá, không thấy đường luôn. Nắng quá nên thành ra cũng hơi ấy, nên thành ra em cũng thành thủ chạy về dòng cho anh em xem. Anh em cũng thấy hay thường xuyên theo dõi kênh Minh Tuấn Moto thì anh em bấm like để ủng hộ Tuấn Moto một like nha. Vì trời nắng quá mà cũng cố gắng quay video để cho anh em trải nghiệm. Con này chạy rất là đã anh em, đó, anh em để ý ha, chạy rất là đã luôn. Đó, vô số rồi, chạy côn rất là nhẹ. Trời nắng quá mà cũng tranh thủ quay video cho anh em ha. Nên anh em ủng hộ Tuấn Moto bằng cách là anh em bấm like nha. Đó, để ủng hộ Tuấn Moto. Và em sẽ chạy thử tư thế ngồi thì nó khá là thoải mái rồi. Mấy con này anh em lớn lớn tuổi anh em đây, mấy con này rất là khỏe anh em. Nó rất là nhẹ, rất là dễ sử dụng, dễ chạy. Tư thế ngồi chạy rất là đã luôn, rất là thoải mái. Ôm cua cũng gọn, nhẹ lắm. Tư thế ngồi ha, chạy khá là tuyệt vời luôn. Nhẹ nhàng, thoải mái, không có gây sự mỏi lưng hoặc sao. Ôm cua này, anh em để ý ha. Ôm cua rất là đơn giản luôn. Đó. Đó, anh em thấy không? Rất là đơn giản. Tiếng máy cực kỳ êm nữa. Chiếc máy chạy rất là êm. Trời rất là nắng mà em cũng cố gắng quay video cho anh em xem á, nên anh em nhớ ủng hộ Tuấn Moto bằng cách là anh em bấm like ha. Số ha, vô rất là nhẹ luôn, nhảy rót rót rất là nhẹ. Với giá tiền em nói thật, với giá tiền với hai mấy triệu thì anh mua nên những con như vậy anh em đi đi, nó rất là bền luôn. Và xe này em thấy cũng khá là tuyệt vời, bên em còn hai con, một con màu đỏ và một con màu đen ha. Nên như anh em nào thích thì anh em cứ liên lạc cho em. Bên em còn hai con, một con màu đỏ và một con màu đen. Biết trời nắng là em quay video có tỏ hay không? Nhưng anh em cố gắng ha. Anh em nào cần những anh em nào mua xe bên em cần mua phụ tùng á thì anh em cứ liên lạc cho em, mấy con này phụ tùng nó rất là đơn giản anh em, không có gì khó hết. Đó. À, xe quá tuyệt vời luôn ha. Nó khá là đẹp. Chỉnh sáng sáng tí mờ quá. À, lùa lùa luôn. Rồi. Gần tới 30 tháng 4 rồi nên nha, thành ra anh em nào cần thì mua xe để đi chơi á, thì nên nhanh tay liên lạc cho em liền ha. Em nhắc lại số điện thoại có trên màn hình luôn, hoặc anh em liên lạc thẳng vào số 0369 669 659 ha. Để anh em trực tiếp tư vấn và chốt giá nha. Đó, à, anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú ha, thành phố Hồ Chí Minh. Để anh em xem xe trực tiếp ha. Bên em còn hai con nha, một con màu đỏ và một con màu đen. Anh em thích màu nào thì anh em cứ việc tới xem và lựa chọn cho mình con xe màu hợp lý cho mình. Đó. Nhiều anh em ở tỉnh lên rất là nhiệt tình, rất là nhiệt tình luôn. Nhiều anh em ở tỉnh đi mua xe rất là nhiệt tình. Anh em nào cứ mua cần mua gì thì anh em cứ liên lạc cho em ha. Hoặc anh em cứ để lại bình luận ở dưới ha. Và anh em nhớ bằng cách là ủng hộ Tuấn Moto bằng cách là anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ lên Facebook ha. Các trang của nhân của mình như Facebook hoặc Zalo rồi anh em cứ chia sẻ ha. Để nhiều người cùng xem luôn ha. Nhiều người cùng biết đến. Còn bên em bán xe rất là khỏe. Bên em có gì bên em nói nhiều lúc mắc lòng. Nhưng mà nó rất là nhiệt tình. À, nên anh em thông cảm. Nhiều lúc anh em cây sau nói nhiều quá, vì nói nhiều em thích vui, em nói nhiều có gì là em nói hả? Có xe sau nói dậy nó hết, nó đã thôi. Rồi anh em nào thích đó, thì anh em cứ việc liên lạc cho em để biết thêm thông tin chi tiết. Còn nếu như anh em nào muốn chắc chắn thì anh em ghé thẳng này địa chỉ cửa hàng là 262
đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe trực tiếp luôn, không sao hết. Bên em có cửa hàng rất là hẳn hoi. Đó. Con này thì kiến hậu của nó cũng còn nguyên zin luôn, nhưng nhìn rất là đẹp. Còn những xe mà tầm hai mấy ba chục triệu trở lại thì những xe như vậy là quá chuẩn rồi, quá ok, quá tuyệt vời. Xe ring không có độ, không có chế là quá tuyệt vời. Còn nhiều anh em mua những chiếc xe độ, xe chế thì nhìn chiếc xe nó không có được đẹp ha, nhìn chiếc xe nó không có tài, nhìn nó không có sướng con mắt. Còn những chiếc xe như vậy, xe ring hết, bên em chuyên bán những xe ring hết nha, không có độ, không có chế nên nhìn ra nó rất là đẹp. Và anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha, bấm like giùm em nha. Và video thì cũng đã em thấy cũng hơi dài rồi, thành ra bên em sẽ ngưng video này. Và giá hiện tại con này hồi nãy bên em cũng công báo rồi, giá chỉ có 27.500 thôi, giá chỉ có 27.500, nên anh em nào cần nhanh tay thì liên lạc cho em chốt giá con này liền. Nó giá cực kỳ rẻ luôn cho anh em đi chơi 30 tháng 4 luôn, vì cũng tới 30 tháng 4 rồi, nên thành ra em cũng chúc cho anh em đi chơi một chuyến phượt rất là vui vẻ ha, rất trải nghiệm những quãng đường dài, những cản trở vật ngại khó khăn. Anh em nào đi thì ấy ha. Và 30 tháng 4 này thì em cũng có một chuyến đi Vũng Tàu nữa, nên các anh em nào đi Vũng Tàu 30 tháng 4 thì cái gì xuống dưới đó thì alo cho em. Bên em 30 tháng 4 này thì cũng có một chuyến đi Vũng Tàu, cũng có nhiều anh em cũng hay mua xe bên em á, nên thành ra anh em đi chung một chuyến cho nó vui, cũng như là đi phượt, đi trải nghiệm. Nên thành ra 30 tháng 4 anh em nào đi Vũng Tàu thì liên lạc em ha. Cũng có nhiều anh em rủ đi Đà Lạt, nhưng mà đi Đà Lạt thì nó hơi xa quá, em không có thời gian được. Em chỉ có đi Vũng Tàu thôi, đi 2 ngày rồi về. Nên thành ra 30 tháng 4 anh em nào có đi Vũng Tàu thì liên lạc cho em để uống cà phê chơi nha. Rồi, em xin chào hết anh em và hẹn anh em video sau sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe Rebel 170. Xe cũng khá là đẹp á, video sau em sẽ giới thiệu cho anh em. Và em cũng xin ngưng video này và chúc toàn thể anh em xem video một ngày làm việc thật là tốt đẹp, vui vẻ với người thân ha, làm việc luôn sung vui vẻ. Rồi, em cảm ơn, chào tạm biệt hết cho anh em ha.